Văn Nguyễn, Thiên Oanh Nguyễn, Triều Nguyễn, Thiên Trúc, Nguyễn Thiên Thắng. Chúng con ở Sài Gòn, xin Ngài Kiệt gọi tên chính. Xin cho con làm con ông trời. Mong các vị nghe mấy lời này. Oanh Nguyễn, Thiên Oanh, nó còn nhớ để dấu nè, tại sao hộ đọc dấu dở. Oanh Nguyễn, Thiên Chiêu, Thiên Trúc, Thiên Thắng. Rồi đó, mấy vị đây nghe hết rồi đó. Con trời rồi đó. Xương Đổ, số phụ cho con hỏi, Ngài Phục Vy có phải anh số phụ không? Số phụ chỉ biết số phụ là vua Thần Nông, còn Phục Vy là anh hay là em hay gì á, cũng là con trời, nhưng mà phụ chưa có hỏi cái đó. Còn ngày xưa có một lần mấy vị kể là sư phụ dạy cho nhân loại á, trồng cây lúa bằng trái dừa khô á, là trăm năm trăm mười ba câu sư phụ có kể. Sư phụ là vua Thần Nông. Hôm nay sư phụ phải đòi Quảng Tây, Quảng Châu gom hết lại con cháu thời xưa lại hết trăm giống dân bộ lạc Việt Nam lưu lạc khắp Á Châu. Thiên Liên, con xin kính sư phụ nhận làm tử. Sư phụ nhận Thiên Liên làm đệ tử. Cái clip đầu tiên kịp báo động, ai mua lương thực mà không sử dụng thì lên núi Thiên Long Sơn kịp trả tiền lại. Đây cái hình còn đây. Thời đó thiên cơ kỳ biến rất là lâu, rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa được lộ. Đến ngày đến giờ mấy vị cho mình mới được lộ nha, không phải mình muốn lộ gì mình lộ. Rồi giống như những ngày đầu kỳ cũng không có dám nói gì nhiều, bốn con bài úp thì vẫn là hiện giờ vẫn úp nha, mình chỉ mở mở thôi. Giống như mình nói mình ba cái đinh thì mình chỉ cho những người con chiên hay là những người cứng đầu á, họ không có bị sốc nặng mà họ cười cười, họ nghĩ ngẫm, rồi sau từ từ họ ngẫm nghĩ suy gẫm rồi đó, giống như nước mà đổ xuống đất, đổ từ từ nó sẽ thấm đất. Chứ bốn con mèo úp là ồ tôi là Chúa Sâu, tôi là Minh Dương, tôi là gì gì đó, chờ nha. Còn đứa mà mở mở là chuyện của tôi có cách để mà tôi độ đời, dụ nhiều người lên thiền bát nhã là cái công thức của tôi. Còn ngoài kia ai lập dùm á, lập dùm bài dùm cho Đức Thầy á, không nên nha. Tại vì con người ngộ lắm, họ thích cười nhẽm và họ thích nghiên cứu. Còn cái ngã mà còn tự nhiên cái mình nói tôi Chúa Giêsu cái là họ tự nhiên họ nổi nóng lên họ chửi thì họ sẽ bị đọa đó, họ mất phước một kiếp này, tội nghiệp họ lắm. Cho nên đừng có lập dùm mấy cái bài cường kiệt nha Đức Thầy á, để ngày lập. Còn chuyện tôi ước mơ mở ai hiểu thì tốt, còn không hiểu cũng không sao. Chỉ biết là tôi làm lệ lạc cho quần xanh là được rồi. Bữa nay hớt tóc cũng được quá, này sư mẫu hớt. Thiên Kim Ngân, con gọi số kia được, cái con nhảy qua bên Facebook con gọi. Con khỏe không? Dạ con khỏe. Con ở đâu vậy? Dạ con ở Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam. Lâm Đồng hả? Dạ. Chỗ con bữa nay là người dân trồng rau mà không có sản. Nước mình đang vào cái cơ trời á, đi đến để mà ngõ cục. Cho nên các con phải dự trữ lương thực cả nửa năm nay. Sư phụ lên trên mạng đã thông báo nhiều rồi. Thì những cái gì sư phụ nói đều có trúng hết. Con có hiểu không? Thì mình phải biết lo trước. Sư phụ cũng đã nói cả năm mình phải thủ tiền, thủ của, thủ gạo. Rồi mình sống hòa nhã. Còn trong tương lai những ngày kế tiếp nó còn khổ dữ lắm. Khi mà chiến tranh xảy ra gia đình có thể chết đói. Thù chỉ sợ nước Việt nhiều người chết đói đang khấn nè. Dạ. Dạ sư phụ ơi, với lại ở bên Lạc Dương bữa nay mới có trận mưa đá 15 mm luôn ạ. Mưa đá hả? Mưa đá là điềm xui vậy đó, là bữa hổm ở núi Bà Đen có
có phượng hoàng đen đó, phượng hoàng mà đen á là cũng là điềm xui, nhiều chuyện xui lắm. Việt Nam thích nhiều chuyện xui lắm. Bữa nay bác thử mình có nhỏ cháu gì trong bốn đứa con đó, nó lên clip nó nói quá trời luôn á. Võ Tú Nghi gì hả, tên gì á? Võ Tú Quỳnh, trời ơi, anh tội nghiệp, mới vừa lên chức bị sắp sửa bị lôi đầu suốt nữa. Công ty có người Việt hay người người ngoại quốc? Dạ. Công ty ai là chủ? Việt Nam bắt bỏ xong đó chủ. Tại vì hệ thống nhà băng trên thế giới nó đang thứ động lại hết, cho nên Việt Nam á là không biết sao họ sống được á. Tại vì tiền ở bên Mỹ này á, những nhà băng Mỹ còn sắp chết nữa, huống hồ nhà băng của Việt Nam. Còn những người nào mà trả tiền cho những cái khu chung cư của họ 30-40% nữa, giờ cho con mới trả 100% họ cũng vẫn không có xây xong à. Tại họ cũng không có tiền đâu xây xong. Thì con gắng niệm Phật đi, giờ chỉ có ngồi thiền niệm Phật để mà mình chờ một cái sự gọi là màu nhiệm sẽ xảy ra trên nước Việt. Thì mà sư phụ chỉ nói vậy thôi, sẽ có một cái chuyện rất là màu nhiệm xảy ra để cứu dân tộc, để đưa nước Việt thành cường quốc. Nước Việt sau này sẽ rất là giàu, rất là hùng mạnh, nhưng mà bây giờ á phải lặn tới dưới đáy á, nó mới trồi lên mạnh được, phải không? Rồi con giữ gìn sức khỏe nha. Đây là dễ cho con. Dạ. Thiên Kim Ngân phải không? Dạ, con Thiên Kiều Ngân. Thiên Kiều Ngân. Nhưng mà cái tướng của con á là tướng giàu á. Cô tiên xuống dạ, trần. Cho phụ thấy cái tướng con là giàu, nhưng mà con bớt hiếp chồng nha, con hiếp dữ lắm. Dạ. Có con hiếp hả? Dạ. Ok. Rồi, sư phụ nói chuyện con sau nha. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Chào con.